Thưa quý vị, huyết áp ổn định góp phần hình thành thân thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì nhiều yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp dẫn đến tình trạng huyết áp cao hoặc thấp, dù có nhiều đặc điểm khác nhau nhưng hai căn bệnh này đều gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng con người, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả một thiết bị y tế hỗ trợ việc điều hòa, ổn định huyết áp, mang lại cuộc sống thoải mái, hạnh phúc cho mọi người. Không ai phủ nhận mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và huyết áp thấp. Đây được xem là sát thủ thầm lặng với sức khỏe con người bởi diễn biến âm thầm, các triệu chứng không rõ ràng cũng như những biến chứng nguy hiểm mà nó để lại. Huyết áp cao là bệnh thường gặp và gia tăng theo tuổi, là nguyên nhân gây tử vong và di chứng thần kinh nặng nề như liệt nửa người, hôn mê với đời sống thực vật, đồng thời có thể thúc đẩy suy tim, thiếu máu cơ tim. Nếu so sánh với huyết áp cao, huyết áp thấp trước mắt không dẫn đến biến chứng như tai biến mạch máu não, nghẽn tắc cơ tim. Tuy nhiên, ít người biết được rằng huyết áp thấp cũng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm không kém. Với nguyên lý hoạt động, áp dụng định lý từ trường tự nhiên trong trái đất có thể tác động lên cơ thể con người, thúc đẩy quá trình lưu thông máu, tăng khả năng truyền tải oxy lên cấu tạo của vòng điều hòa. Ổn định huyết áp TACA gồm những cục nam châm vĩnh cửu có kích thước nhỏ được bọc bên ngoài lớp vỏ thiết kế như vòng tay hoặc vòng cổ. Các viên nam châm sẽ phát ra từ trường ở những vị trí đeo vòng như cổ hoặc tay, giúp cho máu lưu thông dễ dàng hơn, giúp tan các xơ vữa trong mạch máu, từ đó làm giảm cường độ tác động của máu lên các thành mạch. Vòng điều hòa huyết áp TACA là sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe cho những người bị huyết áp cao, huyết áp thấp, giúp điều hòa huyết áp, lưu thông khí huyết, tăng tuần hoàn máu. Bên cạnh đó, TACA còn rất tốt cho người hay đau mỏi vai gáy, vận động mạnh hay thường xuyên phải di chuyển bằng ô tô, máy bay đường dài. Vòng điều hòa ổn định huyết áp TACA đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia Nhật Bản và điều chế dựa trên công nghệ hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và độ an toàn cho sức khỏe. Tôi thấy ở bên châu Âu, bên Mỹ và bên Nhật, họ có các cái vòng ổn định huyết áp rất là hay. Nhờ cái từ tính của từ trường và từ trường đại trái đất giúp cho khí huyết lưu thông và ổn định huyết áp. Và đối với y học ấy thì hiện tại là rất khó để tìm một cái sản phẩm hay là một cái loại thuốc mà vừa giúp cho được cả huyết áp thấp lại vừa giúp được cả huyết áp cao. Thế nhưng mà cái vòng ổn định huyết áp TACA này nó có cái lợi thế rất hay, đó là sử dụng được cho cả người huyết áp thấp và sử dụng được cho cả người huyết áp cao. Và tôi rất là mừng khi mà ở Việt Nam đã xuất hiện được cái sản phẩm như vậy. Mình là một nhân viên văn phòng nên cái tính chất công việc là thường xuyên phải ngồi làm việc tại trước máy tính. Nên cái thời gian mình ngồi gần như là 8 tiếng đồng hồ tại chỗ làm việc thì nó thường gây ra cái hiện tượng là đau mỏi vai gáy, nhức cổ, rồi thì cái cơ thể thường xuyên bị mệt mỏi. Thì mình có tìm hiểu trên mạng thì thấy những cái thông tin giới thiệu về cái sản phẩm vòng điều hòa huyết áp thương hiệu TACA. Thì sau cái quá trình mình tìm hiểu thì mình đã lựa chọn mình mua sản phẩm để dùng. Và sau cái quá trình mình đeo sản phẩm một thời gian kết hợp với những cái chế độ như ăn uống và tập thể dục nữa thì mình thấy cơ thể của mình đã gần như là không bị xuất hiện những cái tình trạng như là đau cổ vai gáy và mệt mỏi. Ngoài ra thì mình cũng có tìm hiểu thêm những thông tin về sản phẩm, tức là có cái tác dụng là điều hòa huyết áp. Nên là mình lựa chọn cái sản phẩm để làm sao mang cái tính mình là coi như một cái phương pháp để đảm bảo an toàn cho phòng ngừa cho bản thân. Việc mua quà để biếu tặng ông bà và những người lớn tuổi trong gia đình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người Việt. Bởi món quà không đơn giản là thể hiện về vật chất mà nó còn có ý nghĩa thiêng liêng về mặt tình cảm và đạo hiếu. Hiểu được giá trị đó, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và thương mại Kahu đã trở thành đơn vị duy nhất phân phối vòng điều hòa ổn định huyết áp TACA, là một thiết bị y tế của Nhật Bản được rất nhiều người sử dụng do những tác dụng ưu việt của vòng mang lại, trở thành món quà ý nghĩa cho những người trẻ làm quà tặng cho người thân trong gia đình. Từ khi bước sang cái tuổi trung niên đến bây giờ thì tôi cảm thấy sức khỏe của tôi yếu đi rất nhiều. Thế vậy là vừa rồi có cái khám sức khỏe của định kỳ đấy, thì tôi đến bác sĩ khám. Bác sĩ có nói tôi là cái huyết áp của tôi là không ổn định. Tôi rất là hoang mang. Rất may là con gái tôi có bạn, con gái tôi sử dụng cái vòng điều hòa huyết áp TACA của Nhật Bản.
thì là con gái tôi tặng tôi luôn cái vòng đó. Và từ khi tôi đeo cái vòng đó đến nay tôi đeo suốt cả ngày luôn, và kết hợp với cái chỉ định của bác sĩ là nào là ăn uống này, tập thể dục thường xuyên. Đấy. Sau khi xong một thời gian thì tôi đến bác sĩ kiểm tra lại, thì bác sĩ nói không ngờ huyết áp của tôi lại ổn định tới mức không thể tưởng tượng được. Đấy. Đến giờ tôi ăn ngon, ngủ rất tốt, và tôi lại còn minh mẫn. Việc kết hợp lối sống sinh hoạt khoa học, hợp lý cùng việc sử dụng các thiết bị y tế như vòng điều hòa, ổn định huyết áp Taka giúp cho cuộc sống của mọi người, đặc biệt là người bị huyết áp cao, huyết áp thấp trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn bao giờ hết.